nhà phong thủy kém thì cái đói, cái vận hạn nó vả cho không trượt phát nào. Vừa bán được tấn lá chuối, quyết tâm phải sửa cái nó gạch. Xong cột rượu này, tao phải đi tìm thằng kiến trúc sư soát xem sao. Suka, giọt cho thầy hớp nước. Vâng ạ. Thầy ơi, mạn phép con hỏi thế nào là nhà có phong thủy đẹp? Con ạ, một ngôi nhà đẹp phải hội tụ được bốn yếu tố: vị, vận, hướng và bố cục. Vị ở đây là vị trí, là yếu tố quan trọng nhất. Địa linh sinh nhân kiệt, địa cát sinh phú quý. Ngôi nhà đặt ở mảnh đất có khí mạch tốt, tàng được phong, tụ được khí để mang đi cái phúc, ngăn cản đi cái họa. Thế cục của ngôi nhà phải hội tụ được bốn tứ linh: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, không phạm vào các hung sát như Cô Dương sát, Cổ Độc sát, Đào Trảm sát, Độc Âm sát, Liêm Đào sát, Quang sát hay Xung Thiên sát. Yếu tố thứ hai là cái vận của nhà, thời điểm nào của tam nguyên cửu vận mà xét vượng suy. Yếu tố thứ ba và thứ tư là hướng và bố cục của căn nhà phải hợp với gia chủ thì cái tốt của phong thủy mới được phát huy. Những nhân đinh ở trong căn nhà đó mới có sức khỏe và tài lộc. Thầy ơi, làm nhà lấy đổi sự lỡ được không thầy? Dân gian ta có câu: lấy chồng xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Thuận trong đời thì người đàn ông luôn là trụ cột của gia đình, việc làm nhà là do đàn ông gánh vác. Nếu trong gia đình mà khuyết nam nhân hoặc đàn bà trở thành trụ cột chính trong gia đình thì hoàn toàn có thể lấy tuổi đàn bà mà hành sự làm nhà. Nhưng phải lưu ý thật kỹ xem cái thời điểm đó có thuận hay không về tiền tài và sức khỏe, hoặc có vướng mắc vào ba cái hạn kim lâu, tam tai, hoàng ốc hay không. Tóm lại, anh Chí còn rượu chè bê tha, chị Lở hoàn toàn có thể thay mặt đề tên mà làm nhà. Thầy ơi, chị Lỡ nhà anh Chí sắp sanh, có lên làm nhà không thầy? Chúng ta sẽ xem xét ba cái khía cạnh sau để đi tìm câu trả lời nhé. Mặt tự nhiên, làm nhà thì bụi bặm ồn ào, đi thuê trọ nó vất vả cho bà bầu. Làm nhà chồng lo vợ nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Về mặt phong thủy, làm nhà đồng nghĩa với việc tác động vào long mạch của khu đất. Tất yếu gia đình sẽ chịu tác động tiêu cực không ít thì nhiều. Việc bà bầu ở trên long mạch đó là không được tốt. Về mặt duy tâm, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các vía của thai nhi sẽ bị tác động khi thay đổi môi trường đột ngột. Đục kết lại, việc chị Lở mà đang mang bầu thì chỉ nên xây nhà khi ngôi nhà đó được xây hoàn toàn trên một mảnh đất mới, không liên quan đến long mạch mà chị Lở đang mang bầu sinh sống. Còn hãy để ý cái ao nhà mình, cá sống thì phải có môi trường tốt. Vậy anh Chí làm nhà xong, nhập trạch đàng hoàng, chị Lở sinh em bé, lúc đó hãy tính đến việc chuyển đến nhà mới. Vậy có lên nhầm nhà 25 không thầy? Làm nhà 25 ư? Không lên con ạ, trừ khi điều đó là bất khả kháng. Chúng ta sẽ xét hai mặt để trả lời câu hỏi đó nhé. Mặt tự nhiên, kéo dài thời gian mà làm nhà, anh Chí sẽ càng vất vả,
Năm nay nhà chưa xong, chắc chắn gia đình họ sẽ phải đón Tết ở nhà người khác hoặc ở nhà trọ mà có khi ở bụi chuối. Về mặt phong thủy, anh Chí năm nay đẹp tuổi làm nhà, đứng lên động thổ, nhưng sang năm lại không được tuổi. Việc đó rất khó khăn cho vấn đề cất lóc và nhập trạch. Hơn nữa, mỗi năm các vì sao trong cửu cung thay đổi khôn lường, nhất là các vì sao xấu như ngũ hoàng, thái tuế, tuế phá hay tam sát. Vì vậy, sang năm điều gì xảy ra thì hỏng việc lớn. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Con đi cho bạn lợn ăn đây. Cảm ơn quý vị khán đã theo dõi thầy cho chúng con. Hẹn quý vị khán giả trong những clip lần sau.